truyền ngắn viết sau nỗi đau của tác giả Trung Thanh Huy giọng đọc Anna Bích Thư Vatican News tiếng Việt thực hiện những vành căng tan trắng thoáng ẩn hiện dưới ánh nến chập chờn trên con đường quê đoàn người thưa thớt cứ kéo dài rồi rơi rớt lại đằng sau trong đêm vắng tiếng trống đưa tan, vang vọng từng nhịp trầm buồn mọi người đang cùng chỉ đến tham dự thánh lễ cuối cùng của đời người nơi ngôi thánh đường quen thuộc chỉ mất ai cũng nuối tiếc nhưng không mấy bất ngờ năm mươi năm của một kiếp người đâu phải là dài khi trên cái bản cáo phó ghi hưởng dương chứ chưa được gọi là hướng thọ. Nhưng 20 năm, từ ngày phát bệnh thì đâu hề ngắn. Có người nói chúa không công bằng gì hết, bởi người hiền lành, tử tế sao chết sớm, còn kẻ dữ dằn, hung tượng thì sống dai như đĩa. Mà chỉ hiền thiệt, hiền lắm luôn, ở họ đạo này, sống chừng đó năm, vậy mà chớ hề làm phiền lòng ai từ ông bà già cả cho tới mấy đứa con nít hồi còn trẻ chị đẹp lắm đi thi hoa hậu hỏng chừng vô thẳng dòng chung kết chứ đâu có dừa nghe đâu cũng gần chục đám ngấp nghé dạm hỏi nhưng không thành chị nói vợ chồng phải cùng đạo mới mong hạnh phúc bình lâu mà cũng dễ dạy con cái chứ giàu hay nghèo đâu phải là chuyện quan trọng đâu ạ à. thì cũng vì chuyện đó mà cả nhà nói chỉ sống khác người thời buổi này mà không cần tiền thì chỉ có nước cạp đất mà ăn bà tư sáng má chị không chỉ liên tục hối thúc chuyện chồng con mà nhờ người mai mối toàn mấy chỗ dầu nứt đổ vách ở ngoài huyện rồi chị quen anh một thanh niên tật nguyền không rõ quê quán gốc quán chỉ biết anh cũng có đạo kiếm sống bằng nghề sửa chữa máy tính điện tử kể thì nghe đơn giản chứ thật sự bà Tư Sáng đã nổi xung thiên kỳ hay cái chuyện kinh thiên động địa đó bởi chị đứa con gái chẳng khác nào lá ngọc cành vàng của bà đâu thể nên duyên với kẻ tứ cố vô thân như anh bả nhất quyết không cho chị đồng nào trong khi mấy đứa kia ai cũng rủng rỉnh tiền bạc mua xe cổ, ăn xài đủ kiểu nhờ tiền bán gần hết giường tược đất đai người đọc mồm đọc miệng còn dèm pha là chị quen anh có khác gì hoa lại cấm bãi cất trâu nghe được nhiều lần anh mặc cảm cố ý lánh mặt định chia tay nhưng chị lúc nào cũng dùng lời lẽ thiệt hơn để an ủi anh. Hơi đau mà buồn, mình cứ vẫn tin vào Chúa nha anh. Rồi cả nhà súng xích vô bày đủ trò để cấm cản anh chị, từ nói xấu tới chửi bới, hăm dọa. Mà đến điểm của sự chia loan rễ thúy đó là vụ bà tư sáng, cầm đầu mấy đứa con, tới sang bằng cái tiệm của anh ở chợ giàm. Trong cái rủi có cái may, giáo dần lên mét, cha sửa nghe rõ ngọn ngành, nên đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Nhờ vậy mà anh chị không còn bị bất cứ ai cấm cản. Ngày vô nhà thờ làm phép hôn phối cũng là cái ngày cả anh lẫn chị trong lòng ngổn ngang những tâm trạng trái ngược nhau. Vui thì sau bao thử thách cả hai được nên vợ nên chồng, nhưng cũng buồn vì đã không có đàn trai mà đàn gái cũng vắng tanh. Sau đám cưới, anh chị bắt đầu cuộc sống gia đình với hai bàn tay trắng. Nhiều đêm, thấy anh ra trước nhà ngồi buồn thiêu, chị luôn động viên an ủi hơi đau mà buồn mình cứ vững tin vào chúa nghe anh mà đúng thiệt nhờ ơn chúa và cả sự cố gắng bằng sức lực của chính mình anh chị không chỉ đủ sống mà còn dư vô chút đỉnh trong lúc anh chị em của chị ngày càng lụng bại xa xúc xe cộ đồ đạc lần lượt đổi nón ra đi vì ai cũng quen ăn thói xài thoải mái đúng như người ta hay nói, miệng ăn, núi lỡ. Cũng không bao lâu sau đó, bà Tư Sáng qua đời vì cơn bạo bệnh khiến gia đình như càng thêm rối ren, nhất là chuyện đạo hạnh. Ngoài chỉ ra, mấy anh chị em trong nhà không có cái đám cưới nào vô nhà thờ, mặc dù tiệc tùng linh đình, khách khứa ở đông nghẹt. Ở với nhau chừng hai ba năm Tự nhiên tan đàn xế nhé Đường ai nấy đi Hễ đàn ông thì bị vợ bỏ Còn đàn bà thì lại bỏ chồng Mới càng thấm thía với lời chúa dạy Lời lái cả thế gian Mà mất linh hồn thì nào lợi ích gì Rồi cái năm thằng Kiệt đứa con của anh chị bắt đầu vô lớp 1 thì cũng là lúc phát hiện chị bị ung thư đường ruột sau thời gian sức khỏe chị xa sút đau ốm liên miên vô mấy đợt hóa chất người chị quắt queo từng lõn tóc thề của ngày xưa giờ thi nhau rơi rụng theo gió nhìn anh u sầu chị lại an ủi em khỏi mất con chảy mới hơi đau mà buồn Mình cứ vẫn tin vào Chúa nghe anh Anh nuốt nước mắt vào trong Cầu xin Chúa ban một phép màu Để chị khỏi bệnh Để thằng Kiệt không phải một cô mẹ Và Chúa đã nhậm lời Nên nhờ đó anh chị đã nuôi nấng thằng Kiệt Cho đến lúc học xong đại học Cuối cùng Chị cũng ra đi sau những tháng ngày giác thánh giá của chính mình hay tin chỉ mất làng trên xóm dưới ai cũng buồn thiêu buồn vì tiếc thương chị mà cũng buồn vì từ nay họ đảo này mất đi một người hiền lành tử tế cũng may là nhờ sự sắp xếp của chị hai mà mọi chuyện từ chợ búa cơm nước đến khách khứa trong ngoài đâu vô đó cả cái xóm cùng ai cũng lấy gia đình chị ra làm gương cho con cháu mà có phải cho tới giờ mới dậy đâu mấy tuần chị nằm trong bệnh viện cũng nhờ mấy anh chị em thay phiên chăm sóc từ trên xuống dưới không sót người nào chị hai anh ba con năm con sáu thằng bảy thằng út ngày di quan lên nhà thờ cứ hành thánh lễ an táng không riêng gì cha con thằng Kiệt mà cả nhà đều đeo tan. Chị hai nói làm vậy để nơi chính suối chị bay ấm lầm. Ai cũng rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh mấy chị em ôm nhau khóc xong ngất xỉu luôn bên huyệt mộ. Rồi cũng tới lúc chiếc quan tài hạ dần xuống lòng đất lạnh. Từng nắm đất thay cho những lời tiếng biệt sâu cuối tự nhiên phía sau um lên những tiếng cãi giả, chửi bới. Ba bốn người đang giành giật, xô đẩy nhau. Sắp tiền trong tay con sấu bị ai đó giật mạnh, tung cao bay lả tả theo gió, y như mớ tiền âm phủ. Thì ra, bên nhà quàng tranh thủ vừa hạ huyệt xong là đưa tiền hoa hồng cho nó, nên mới bị mọi người phát hiện. Đúng là tiền trao, cháo múc hèn chi lúc chị giữ tắt thở trong nhà ai cũng dành nhau để gọi điện thoại kêu áo quan con xấu cũng đâu có vừa, bị lật tẩy trước mặt đám đông vừa quê vừa nhục nên sẵn dịp nó tung hê trước sự chân hững của mọi người ờ à, thì tôi vậy đó thời buổi này được phần trăm khi mua bán là chuyện bình thường mà bộ mấy người tốt đẹp lắm sao giờ để tôi nói hết cho ai cũng biết bà hai tranh thủ chuyện chợ búa bữa giờ kê lên gần chục triệu rồi ông ba thì ăn chặn tiền bồi dưỡng điều dưỡng y tá trong bệnh viện cả mấy tuần nay nên chỉ mới đi nhanh như vậy con sáu chưa dứt lời đã bị mấy chị em nhào tới đè nó xuống bóp cổ bụm hầm nhưng làm sao mà bị được sức trẻ đã tung đạp mấy cái Thoát ra được rồi chạy lên gò đất cao Đứng kể tiếp Cũng hồi nãy chứ đâu Cái hòm chưa ra khỏi cửa mà bà Năm Đã kêu người ta vô bán mấy chục cái dòng bông rồi Có tiền rủng rỉnh nên Nãy giờ mới ngậm câm như hến đó là tôi chưa nói tới chuyện mấy người kê lên tiền xin lễ đó nghe cứ mà lo cự cãi miết đi. hỏng chừng hai thằng cô hồn ở nhà đang phá cái thùng tiền phúng điếu ra là xong luôn. Ê Kiệt, sẵn đây mày thanh toán tiền cho mấy cậu, mấy gì đi chớ. Nuôi má mày trong bệnh viện cũng cực gần chết chớ có sướng ức gì đâu. Có gì đâu mà tính toán cho lâu. Thống nhất hồi đầu rồi mà. Công nuôi mỗi ngày hai trăm, buổi tối trăm rưỡi tiền ăn mỗi bữa ba chục chứ có nhiều nhỏ gì đâu tất cả đã vượt quá sức chịu đựng thằng kiệt hét lớn con sẽ trả hết không thiếu một đồng mấy người làm ơn đừng nói nữa tiếng hét của nó vang dội cả cái nghĩ trang làm đám diều âu gần đó nháo nhác bay đi bên ngôi mộ mới dương giải những giành căng tan bị quăng lại sau trận cãi giả xô xác kịch đã hạ màn còn đất diễn nữa đâu mà đóng tuồng dễ mặt chỉ có bóng dáng hai người đàn ông dịu nhau bước trên con đường ngập tràn xác lá di ảnh chị trên tay thằng kiệt vẫn rạng rỡ nụ cười như thầm nói hơi đâu mà buồn mình cứ vẫn tin vào chúa nghe anh